chào các bạn quay trở lại với một video tiếp theo của mình. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói về smartphone, những cái điện thoại mà mình sử dụng. Thì cái điện thoại Samsung mà gần nhất mình sở hữu đó là chiếc Galaxy Z Fold 3. Đó là một chiếc điện thoại mà hình gập. Kể từ đó thì mình bỏ qua Galaxy S22 cũng như là Z Fold 4. Cho đến thời điểm bây giờ thì mình mới mua Galaxy S23 Ultra. Và trong đoạn video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những lý do cũng như những cái cảm nhận ban đầu của mình, tại sao mình lại bỏ tiền ra mình mua cái điện thoại S23 Ultra này. Và đặc biệt là mình đang sử dụng iPhone 14 Pro, mình cũng sẽ chia sẻ một số những cái cảm nhận của mình khi mà mình chuyển từ một cái điện thoại nhỏ iPhone 14 Pro lên một điện thoại lớn hơn như là S23 Ultra. Đây là chiếc Galaxy S23 Ultra của mình. Nó là phiên bản base, tức là có RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 256GB. Còn đây là chiếc iPhone 14 Pro của mình. Đó, hai cái máy mình đang sử dụng. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là nam tính ở đây. Và năm nay thì Samsung đã làm cho hai cái cạnh ở hai bên trái phải nó còn vuông hơn. Và khi mà nhìn chính diện từ hai cạnh trên và dưới thì chúng ta sẽ thấy ngay được điều đó. Apple thực hiện cái thay đổi này trước, kể từ dòng iPhone 12. Trước đấy thì chúng ta thấy là những cái máy iPhone bo cong rất là nhiều, nhưng mà đến iPhone 12, 13 hay 14 thì nó lại trở nên vuông hơn rất là nhiều. Thậm chí là đôi khi nó còn tiêu cực một chút, tức là nó vuông, nó hơi sắc tay. Đặc biệt là trên những cái máy to, ví dụ như là 12 Pro Max, 13 Pro Max hay là 14 Pro Max. Và đó cũng là lý do vì sao mà mình không sử dụng được những cái máy to, cho nên mình phải mua cái iPhone 14 Pro này. Cũng liên quan đến cái trải nghiệm cầm thì mình thấy rằng khi mà mình mới sử dụng cái S23 Ultra này, mình thấy nó rất là to và rất là nặng. Và khi mà mình đã quen cầm cái iPhone 14 Pro của mình thì khi mình cầm trên tay ở tư thế này đó, thì anh em thấy là cái ngón út của mình để đây để mình đỡ cho cái máy thì vì nó quá to, quá nặng và nó hơi sắc nó đi, cho nên là những ngày đầu mình bị đau ở phần ngón út này. Thì theo như cái đánh giá của mình, theo như cái suy nghĩ của mình thì do cái máy này nó nhẹ hơn, khi mà mới chuyển lên cái S23 Ultra nó nặng hơn, tay mình nó hơi bị bỡ ngỡ một chút, cho nên là nó sẽ bị đau. Tuy nhiên thì sau một vài ngày thì hiện tượng đó đã không còn. Apple và Samsung có hai cái chiến lược kinh doanh sản phẩm khác nhau. Apple thì dòng Pro của họ có Pro nhỏ và Pro to, tức là Pro Max. Còn Samsung thì không có. Cái dòng Ultra nó chỉ có duy nhất là S23 Ultra mà thôi. Mình từng mong rằng Samsung sẽ ra mắt một cái phiên bản S23 Ultra nhưng nó nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ có một cái máy nhỏ như là iPhone 14 Pro này, nhưng mà nó vẫn mang những cái đặc tính, những cái cấu hình và những cái trang bị như là trên S23 Ultra. Nói cho dễ hiểu thì mình muốn một chiếc S23 Ultra có kích thước như là cái iPhone 14 Pro này. Sang điểm thứ hai đó là về màn hình. Khi mà S23 Ultra ra mắt thì mình có xem rất là nhiều thông tin, thì mình thấy rằng đây là một chiếc điện thoại về màn hình ít cong hơn, và mình quyết định rằng mình sẽ mua nó. Ở trên những cái điện thoại mình cong trước đây mình không thích, mình đã sử dụng nhiều rồi. Đầu tiên là chiếc S6 Edge của Samsung. Đó là một chiếc màn hình rất là cong sang hai bên, và ở thời điểm đầu đó thì mình và rất là nhiều người đã thích về màn hình cong, bởi vì nó là một cái xu hướng mới, cho nên là chúng ta cảm thấy là chúng ta thích sử dụng. Tuy nhiên thì qua từng năm, qua từng cái trải nghiệm và cái sử dụng của mình thì mình thấy rằng cái màn hình cong nó không đem lại giá trị nhiều. Nó chỉ là một cái gì đấy để show off công nghệ mà thôi. Và khi mà cái công nghệ mới đó đã trở nên quá bình thường rồi thì chúng ta sẽ không cần đến nó nữa. Tại sao mình lại không thích màn hình cong? Bởi vì khi mà mình nhìn trực diện như thế này này thì cái phần hiển thị hai bên nó tràn ra hai bên, trong khi ở phần trên và dưới thì nó là viền đen, nhìn nó không được hài hòa cho lắm. Trong khi với những cái điện thoại màn hình phẳng thì chúng ta sẽ có bốn cái viền của màn hình, nó đen và nó đều nhau, thì nó đem lại một cái cảm giác thị giác là nó hài hòa hơn. Và đặc biệt là với những người nào thích sự gọn gàng, thích sự cân bằng giữa các cạnh của nhau thì đó là một cái rất là quan trọng. Còn về chất lượng hiển thị của S23 Ultra thì không thể chê vào đâu được. Độ sáng rất tốt, màu sắc rất tốt. Và đây là một trong những cái điện thoại Android có cái chất lượng hiển thị tốt nhất hiện nay. Trong cái phần cài đặt màn hình của S23 Ultra này, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tinh chỉnh, những cái thiết lập mà chúng ta có thể sử dụng để thiết lập cho cái màn hình của máy. Đầu tiên là về lựa chọn độ phân giải, chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Mình ở đây mình chọn là Full HD cộng để mình bảo toàn cái thời gian sử dụng pin của máy, tức là mình muốn máy sử dụng pin được lâu nhất có thể. Ngoài ra thì trong cái phần cài đặt độ sáng này mình đang để là độ sáng thích ứng, tức là nó sẽ tự động dựa vào môi trường để nó điều chỉnh cái độ sáng. Tuy nhiên thì khi mà ra trời sáng, trời nắng chẳng hạn, thì cái màn hình nó sẽ hơi bị tối. Khi đó thì mình sẽ tắt cái độ sáng thích ứng này đi và mình bật là cái extra brightness, tức là mình tăng cái độ sáng lên mức là cao nhất. Cùng một cái mức độ sáng như vậy thì cái màn hình nó sẽ sáng lên khoảng độ 20-30% gì đó theo đánh giá của mình. Mặc dù nó sẽ tốn pin hơn, tuy nhiên thì trong những cái điều kiện sử dụng ngoài trời như thế thì đây là điều cần thiết. Camera năm nay của S23 Ultra nó cũng gần như là năm ngoái thôi, tức là chúng ta sẽ có 5 cái ống kính ở đây, trong đó có một ống siêu rộng, một ống góc rộng, một ống tele 3x và một ống tele 10x, cũng như là khả năng zoom số lên đến 100x. Thì mình có thử sử dụng cái ống 100x này, mình chụp mặt trăng thì nó sẽ cho ra những cái bức ảnh như anh em đang nhìn thấy trên màn hình đây. Đó cũng là một cái tính năng rất là hay, đúng không? Ở trên những cái máy có một cái ống kính zoom tàu ngầm như thế này. Nhưng mà cái mà mình muốn nói đến nhất đó là cái ống zoom quang 10x ở trên Galaxy S23 Ultra. Ngày hôm qua thì mình có đi ra sân tennis và mình cầm theo chiếc S23 Ultra này để mình chụp
cái hoạt động thể thao của nhóm mình. Đây là những hình ảnh mà mình chụp bằng ống zoom quang 10x ở trên S7 Ultra, thì chúng ta sẽ có được những cái bức hình rất là đẹp nhờ cái khả năng chống zoom tốt của máy, cái khả năng bắt nét chủ thể của S7 Ultra. Còn về chất lượng màu sắc hình chụp của S7 Ultra thì mình đánh giá là nó vẫn mang theo cái DNA của Samsung. Cái cách mà Samsung xử lý độ sáng, độ sắc nét cũng như là độ bão hòa màu, nó vẫn rất giống như là những cái điện thoại trước đây của họ mà thôi. Cái điểm ấn tượng tiếp theo của mình đó là về pin. Mình đang sử dụng một cái máy nhỏ như thế này và mình lên một cái máy to thì điều đầu tiên là mình thấy choáng ngợp về cái thời gian sử dụng pin của S23 Ultra. iPhone 14 Pro không phải là một cái điện thoại có pin tốt, thậm chí là so với lại iPhone 13 Pro năm ngoái mình sử dụng thì pin của cái máy này nó còn kém hơn cơ. Cho nên là khi mà mình chuyển sang cái S23 Ultra này thì mình ấn tượng ngay về cái thời gian sử dụng pin của máy. Có thể hình dung nó tương đương với chiếc iPhone 14 Pro Max về thời gian sử dụng pin. Và đây là lần đầu tiên trong thế giới Android có một cái điện thoại flagship mà có thể cạnh tranh sòng phẳng với iPhone về thời gian sử dụng pin, đúng không? Trong một cái ngày mà mình sử dụng rất là nhiều, đó là ngày 4 tháng 3 vừa rồi, mình có cái thời gian on screen và off screen như anh em đang thấy ở đây. Cái thực tế, cái điều mà mình muốn nói đó là mình rút sạc ra từ lúc 7 giờ sáng, pin 100%, và đến 1 giờ sáng ngày hôm sau thì cái máy này vẫn còn 10% pin. Quá là kinh khủng cho một cái điện thoại Android. Điều kiện sử dụng của mình đó là mình sử dụng 4G rất là nhiều. Hôm đó mình di chuyển nhiều, mình xem video ở trên Chrome, mình sử dụng Facebook, TikTok, mình chat, mình gọi điện. Tức là mình chỉ không chơi game thôi. Thì anh em có thể hình dung được cái mức độ pin của cái máy này nó tốt như thế nào. Trong tất cả những cái hôm mà mình sử dụng cái S23 Ultra này, mình làm đủ kiểu. Có hôm thì mình chụp nhiều, có hôm thì mình xem video nhiều, có hôm thì mình dùng 4G nhiều. Nhưng mà chưa hôm nào cái máy này nó bị hết pin giữa chừng cả. Tức là nó vẫn đủ một ngày cho mình sử dụng. Bất kể là hôm đó mình đi ngủ từ lúc 10 giờ tối hay là mình đi ngủ vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm sau. Sau một thời gian mình không sử dụng máy Samsung và bây giờ mình quay trở lại mình sử dụng cái máy này, thì mình thấy rằng cái phần mềm nó cũng đã tốt lên qua từng năm. Tức là Samsung cùng với Google qua từng năm, qua từng model máy như này, họ đã tinh chỉnh và họ đã hoàn thiện cho cái phần mềm của họ nó tốt hơn bao giờ hết. Chúng ta có một cái hệ điều hành với lại giao diện rất là sạch và rất là dễ nhìn như thế này. Hay như về bàn phím ảo, khi mà mình chuyển từ iPhone sang Android trước đây, mình thường có thói quen mình sẽ cài một cái bàn phím từ bên thứ ba, không phải là Gboard của Google thì sẽ là la bàn key. Nhưng mà đến cái S23 Ultra này thì không hiểu vì sao mà khi mình thiết lập, mình quên ngay những cái bàn phím đó đi và mình sử dụng ngay cái bàn phím của Samsung, và nó đem lại những cái trải nghiệm rất là tốt. Có thể là một phần là do cái iPhone 14 Pro này nữa, năm nay kể từ iOS 16 thì anh em thấy là Apple không hiểu họ đã làm gì với cái bàn phím tiếng Việt nữa, mà nó lỗi tè le, lỗi tùm lum luôn. Đến tận thời điểm bây giờ thì cái bàn phím của mình nó vẫn đang bị lỗi, và đó cũng là một phần lý do tại sao mà mình thấy cái bàn phím ảo của trên Android ở trên S23 Ultra này nó đã tốt hơn. Có thể là đó là cái cảm nhận chủ quan của mình, nhưng mà mình thấy rằng cái bàn phím ở trên cái máy này nó đã tốt hơn trước đây. Nhìn chung thì trước đây mình chưa giờ mình đánh giá là cái bàn phím của điện thoại Android nó gõ nhanh và nó gõ tốt cũng như là chính xác như ở trên iPhone. Nhưng mà có thể là cái suy nghĩ của mình nó đã thay đổi một chút nào đó khi mà mình sử dụng cái S23 Ultra này, cũng như là một phần là cái iPhone 14 Pro, cái bàn phím của nó bây giờ nó đang bị lỗi nữa. Ok, mình sẽ dừng cái video của mình lại ở đây thôi, bởi vì đây là một cái bài trải nghiệm nhanh của mình về cái S23 Ultra này. Khi mà mình sử dụng nó đủ lâu thì mình có thể mình sẽ làm một cái bài nào đó dạng kiểu như là một ngày với S23 Ultra này để mình đánh giá kỹ hơn về nó, những cái trải nghiệm và những cái sở thích cũng như là những cái mà mình chưa hài lòng với cái điện thoại này. Anh em hãy đón đợi cái video đó nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết cái video này và xin chào và hẹn gặp lại.